Xin chào anh chị em nhà đầu tư, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán cùng Bitcoin Invest. Nơi mọi người sẽ được chia sẻ phương pháp đầu tư theo sóng ngành và lựa chọn những cổ phiếu mạnh nhất để đầu tư, kiếm được lợi nhuận và giúp cho mọi người tránh được những giai đoạn mà thị trường có biến động, ấy, khiến cho rất nhiều nhà đầu tư chúng ta không biết về câu chuyện của thị trường mà mất lợi nhuận. Ngày hôm nay thì uh, một cái buổi ấy, chia sẻ đào tạo của một cuối cuối tuần thì hy vọng là sẽ giúp cho anh chị em chúng ta có thêm những cái kiến thức và giúp cho mọi người có được những cái lộ trình hành động cho những cái thời điểm sắp tới Ờ, và nếu như anh chị em chúng ta mới biết đến cộng đồng của Minh Quân Vet, thấy được những giá trị của team mình chia sẻ thời gian vừa qua, mọi người ghi nhận thì hãy ủng hộ team bằng cách ấn một cái lượt like, subscribe kênh và ấn chuông thông báo nếu như muốn nhận những cái clip mới nhất mà team mình chia sẻ cũng như là public ở trên cộng đồng. Thì mọi như mọi người biết là thời gian vừa qua thị trường của chúng ta đang bước vào một cái nhịp điều chỉnh cũng khá mạnh đúng không rất nhiều các lớp cổ phiếu nó đã thủng những cái vùng nền của một cái chu kỳ một năm vừa qua cũng đã bắt đầu có những khoản lỗ xuất hiện ở trên rất nhiều các tài khoản của anh chị em nhà đầu tư vậy thì ngày hôm nay biên quỳnh vét tân và phúc sẽ cùng anh chị em chúng ta đồng hành để giúp cho người có những kinh nghiệm làm thế nào để chúng ta biết cách chốt lãi và làm thế nào để chúng ta tránh những cái nhịp gọi là điều chỉnh mạnh của thị trường và không để mất những cái lợi nhuận cần thiết đấy thì đây cũng là một cái buổi để giúp cho anh chị em chúng ta hiểu bản chất về đầu tư và giúp cho anh chị em chúng ta có thêm những cái lộ trình hành động chuẩn trong thời gian sắp tới. Nội dung ngày hôm nay thì Tâm và Phúc sẽ cùng anh chị em chúng ta đồng hành qua những cái phần chính như sau. Đó chính là hành trình thoát hàng ở đỉnh. mà team mình cũng đã hướng dẫn rất nhiều anh chị em thuộc hệ thống khách hàng và học viên đã chốt được lợi nhuận với những cổ phiếu ngân hàng thời gian vừa qua và chúng ta cũng đang có những cái động thái đó chính là chờ đợi những cái cơ hội đầu tư sắp tới khi thị trường có những nhịp chiết khấu giảm mạnh. Và thứ hai nữa là bởi vì bản chất rất nhiều anh chị em đầu tư ở trên thị trường này, ấy, những người cũng đang không biết là có một phương pháp đầu tư chuẩn này và cũng đang ở trạng thái bị thua lỗ. Vậy thì ngày hôm nay thì Tân và Phúc sẽ rất là sẵn lòng để chia sẻ những cái bài học sương máu để giúp cho anh chị em chúng ta nhận ra sai lầm của những cái khoản thua lỗ tại sao nó xuất hiện và tại sao có rất nhiều người ở, ở trạng thái khi mà tài khoản bị lỗ nhưng mà không biết hành động như thế nào và cuối cùng đó chính là những khoản thua lỗ rất là khổng lồ đấy thì ngày hôm nay Tân và Phúc sẽ cùng anh chị em chúng ta đồng hành qua nội dung của hai phần chính một là lộ trình để giúp cho anh chị em ta hiểu bản chất của thị trường chứng khoán trong cái chu kỳ của 2024 này đó chính là một cái chu kỳ mà nếu như ai mà không biết cách chốt lời thì gần như không có lợi nhuận đúng không? Và hai là những người mà mới vào thị trường 2024 ấy, cũng chưa hiểu bản chất là sai lầm của mọi người đang ở đâu mà tại sao một năm vừa qua mọi người không kiếm được lợi nhuận mà lại thậm chí là bị lộ những cái khoản lỗ rất là lớn. Đấy, thì ngày hôm nay tôi một phút sẽ cùng anh chị em ta đồng hành qua hai cái phần chính như vậy. Đầu tiên thì ngày hôm nay cũng sẽ chia sẻ cho anh chị em những cái hành trình đấy, làm cách nào để chúng ta có thể chốt lợi nhuận với những cái trạng thái cổ phiếu khi nó bắt đầu có những tín hiệu của dòng tiền tay to ra. để chúng ta cần phải chốt lãi để mà giữ được những cái lợi nhuận cần thiết. Đúng không? Một năm đầu tư thì ít nhất là cũng phải có những lợi nhuận tốt chứ đúng không mọi người đấy vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau qua những cái câu chuyện của tên mình để mọi người hiểu bản chất là cái việc chốt lời nó sẽ là như thế nào Ok, xin chào toàn thể anh chị em nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta ở đây ngồi với nhau vào một buổi cuối tuần đúng không ạ? Thì mình sẽ chia sẻ những kiến thức thực sự là rất giá trị cho anh chị em nhà đầu tư. Kể cả trải qua một thời gian qua mọi người nhìn thấy thị trường khá là khốc liệt, đặc biệt là tuần qua thị trường giảm giá rất là mạnh đó, trên các cổ phiếu đặc biệt cổ phiếu vốn hóa lớn nó liên tục thủng đáy. Vậy thì các bạn gì ạ, biết tại sao thời gian vừa qua team mình vẫn luôn rất bình tĩnh và định hướng và đồng hành với anh chị em nhà đầu tư để các bạn nhìn thấy là gì ạ? Khi thị trường giảm chúng ta không bị áp lực và chúng ta bắt đầu phải tìm nhìn được cơ hội khi thị trường giảm mạnh. Thế thì để làm được điều đó thì đầu tiên các bạn phải gì ạ? Và chúng ta phải nói đến hành trình tại sao thoát hàng được ở đây Thì mình sẽ mở đây mình sẽ chia sẻ với anh chị em ba nội dung chính thứ nhất đó chính là tín hiệu về margin. Thứ hai là cổ phiếu nó cảnh báo sớm hơn vấn đề của thị trường. Các cổ phiếu tay to đã gì ạ? đã ra hàng và nó đi từng lần lượt từng cổ phiếu và từng nhóm ngành và cái cách nó ra hàng như thế nào. Để anh chị em nhìn ra được gì ạ? cái dấu chân dòng tiền tổ chức. Tương tự chỉ khi các bạn nhìn được dấu chân dòng tiền tổ chức ra như thế nào thì sau đó các bạn mới biết gì ạ? À thế thì khi bắt đáy thì các bạn phải nhìn thấy dấu chân dòng tiền tổ chức vào ra sao. Ok chưa? Các bạn phải đi từ nguyên nhân mới đến được kết quả rồi các bạn tìm ra được cái giải pháp. Ok chưa đó thứ ba là gì ạ kỹ năng kiên nhẫn cầm tiền thời gian qua như nào bởi vì rất nhiều anh chị em nhà đầu tư giai đoạn này các bạn đặt những câu hỏi s ơi em mua con này mua con kia bởi vì khi các bạn nhìn thấy thị trường giảm tất nhiên những cổ phiếu nó giảm giá nó sẽ trở nên hấp dẫn nó trở nên ngon bổ rẻ đúng không ạ nhưng không phải lúc nào các bạn cũng có thể lao vào mua vậy thì làm sao để các bạn có một cái gì ạ? kỹ năng có thể kiên nhẫn cầm được tiền trong thời gian suốt một tháng qua ok chưa thì đó là những cái mà team mình sẽ chia sẻ thì thứ nhất liên quan đến câu chuyện của dư nợ tại sao từ ngày 22 tháng 10 thì mình nhận diện được dấu hiệu rủi ro của thị trường và chúng ta có bắt đầu có hành động bán cổ phiếu ở vùng đỉnh đó các bạn cũng biết rằng lượng dư nợ margin của các công ty chứng khoán nhìn vào thời gian qua các bạn nhìn liên tiếp từ đáy của chu kỳ lớn 2 năm vừa qua từ 2023 đến 2024 là 2 năm và các bạn lượng margin thấp nhất nó rơi vào tầm diện quý 4 2022 cũng là gì ạ lúc margin tạo đỉnh thì giai đoạn của đầu 2022 thì margin tạo đỉnh sau đó margin giảm dần xuống đáy vào cuối 2022 rồi liên tục Mergin gia tăng lên đến tận gì ạ? Quý 3, 2024. Đúng không ạ? Và bây giờ vào quý 4 và các bạn biết rằng Mergin ở giai đoạn gì ạ, quý 2, quý 3 liên tục tăng lên. Và đó cũng là lúc mà thị trường ở quanh 1.300 điểm. Nó không thể vượt được. Và các bạn ở đây ạ. Ngày 22 tháng 10, tim mình chia sẻ trong Zoom cho anh em về cái câu chuyện là gì? Mergin thị trường cũng có dấu hiệu lên đỉnh lịch sử ở hiện tại. Nhưng VNX không vượt được 1.300. Và gì ạ? Không kích hoạt được F0 vào thì Mergin sẽ là con dao hai lưỡi các bạn nhớ nhé khi mà lên những cái vùng đỉnh đúng không khi mà lên những cái vùng đỉnh 1.300 các bạn nhìn xuân suốt một thời gian qua khi viên một lần này lên vào tháng 3 hai lần là lên vào dạo tháng 6 tháng 7 tháng dạ tháng 8 và tháng 10 đúng không đó và bây giờ các bạn nhìn tháng 10 lên đỉnh nhưng không vượt được và giai đoạn của giữa tháng 10 thì mình nhìn thấy dấu hiệu là gì Mergin lên thì tim mình cũng thấy một cái dấu hiệu đó là cần thị trường phải vượt đỉnh nhưng thị trường không vượt thì nó lại là một tín hiệu ngược các bạn ạ. Tức là các bạn nhớ rằng khi các bạn mong muốn nó đang vượt đỉnh mà lượng margin các bạn mua vào mà gia tăng mà nó không vượt đỉnh ấy thì nó có thể thành chỉ bảo nó ngược lại, nó sẽ bán ngược để gì ạ? Bởi vì cái rủi ro là tổ chức không đẩy vào. Mà số đông là gì ạ? Là nhà tư cứ mua vào. Đúng không? Và khi đó là cái lực cầu đẩy vào không chiến thắng được cung ra thì nó sẽ bán ngược lại. Ok chưa? Thì đấy là một trong những tín hiệu gì ạ? Báo hiệu từ các số liệu. Đấy, số liệu FA thì các bạn biết được là gì ạ? Cái tín hiệu rủi ro. OK, thì đấy là một trong tín hiệu cảnh báo và khi đó các bạn bắt đầu nhìn thấy những hiện tượng dòng tiền tổ chức thoăn dài. Khi mà thị trường mãi không thể vượt được, lúc đó cùng với đó là các bạn sẽ nhìn thấy những tín hiệu, những cái sổ liên quan đến là gì xấu như là câu chuyện tỷ giá hay là hút tín phiếu giai đoạn tháng 10, nó gây sức ép lên mặt tâm lý cho đám đông khi mà đám đông phun mưa gì. Trong khi đó, team mình vẫn luôn nhấn mạnh anh chị em nhà đầu tư ạ thị trường không vượt 1.300, các bạn sử dụng margin nó sẽ nó sẽ là rủi ro. Các bạn nhớ nhá thì vào khi vào sóng vượt đỉnh 1300 mới là lúc nhà đầu tư được dùng margin. Cho nên tại sao gì ạ? Những cái thời điểm mà khi margin xả ra hết nó thấp như cuối năm 2022 nó lại là cái đáy. Các bạn nhìn đó, cuối 2022 tại sao nó là đáy một chu kỳ lớn. Và đây là thời điểm mà nó tạo ra rất nhiều những cổ phiếu có thể ăn mừng lật. Các bạn nhìn giai đoạn ạ. tháng 11 2022. Và bây giờ đang là tháng 11 sau 2 năm. Một chu kỳ 2 năm vừa qua đúng không ạ? Lượng margin tiếp tục gia tăng nhưng mà nó lại không vượt được đỉnh thì nó lại báo hiệu ngược rủi ro trở lại. Ok chưa? Và các bạn cũng nhớ rằng năm bao nhiêu 2022 nó cũng lượng margin đạt đỉnh mà nó không thể vượt được 1500 trong 6 tháng. Bây giờ các bạn nhìn thấy họ dòng tiền đổ vào muốn vượt 1300 trong vòng tận bao nhiêu ạ? Từ tháng 3 đến tháng 10 nó cũng rơi vào khoảng tầm 7 tháng không vượt được. Và đó là một dấu hiệu cảnh báo rủi ro. Và từ đó tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy những tín hiệu là gì? khi margin đạt đỉnh và các bạn sẽ nhìn thấy tiếp theo những tín hiệu liên quan đến các cổ phiếu nó cảnh báo sớm nhé khi các bạn nhìn thấy những dữ liệu về margin nó giống với 2022 đạt đỉnh và sau đó gì ạ cái những tín hiệu trực quan nhất mà nhìn ngắn nhất các bạn có thể thấy đó chính là gì ạ? cổ phiếu chứng khoán phá nền giá MA năm 50 ngày các bạn được các bạn biết tại sao cổ phiếu chứng khoán phá nền giá nó lại có ý nghĩa đó ý nghĩa quan trọng đây là cái kiện cảnh báo sớm hơn cả những cảnh báo sớm cùng với lúc có mơ nhé khi margin lên đỉnh thường các công ty chứng khoán được hưởng lợi. Đúng không Nhưng đột nhiên các bạn sẽ nhìn thấy cho mình là gì ạ? Tại sao cổ phiếu chứng khoán lại lao Ví dụ như cổ phiếu VDS này các bạn nhìn vào ngày bao nhiêu ạ? Ngày 17, 18 và gì ạ? Ngày 17, 18, ngày 21 nó dấu hiệu thủng 12, 50 rất rõ ràng. Và dấu hiệu thủng ở đây là thủng luôn cả nền giá trước đó. Nhưng các bạn nhìn cho mình vào gì ạ? giai đoạn vào đầu năm 2024 khi số đông nhà đầu tư đều đang kỳ vọng vào câu chuyện là thị trường sau sóng banh nhận dẫn nhịp một thì vào nhịp hai nhóm chứng sẽ phụ trợ và các bạn nhìn thấy là gì ạ nếu như nhóm chứng phụ trợ thì về VDS phải đi ngang và sau đó vào vượt nền đỉnh vượt đỉnh giống như ở đây ạ, nó phải đi ngang được trên vùng 21 sau đó nó quay vào sóng vượt đỉnh ok chưa nhưng các bạn nhìn thấy ngày bao nhiêu ạ ngày 21 ngày 22 chính thức là những cái ngày mà con này gì ạ nó bắt đầu thủng cả nền đáy thủng cả 1200 và bán ra thanh khoản lớn trong xuyên suốt trong vòng một tuần giai đoạn giữa tháng 10 nó là tín hiệu nói rằng margin tăng nhưng mà công ty chứng khoán thì ạ bắt đầu ạ, rủi ro đấy bởi vì tăng margin công ty chứng khoán đáng lẽ được hưởng lợi nhưng tại sao tổ chức lại thoát ra đó ok chưa để đấu chân dòng tiền lộ nhá các bạn nhìn không chỉ VDS mà cả FTS các bạn cũng nhìn thấy cái điều đó ok chưa một cổ phiếu không được gãy MA 50 và đi tích nền ở trên và để vào đỉnh nhưng đây nó cũng dựa đây các bạn sẽ nhìn thấy giai đoạn đây nó cũng đi tích nền ở trên mà 50 giai đoạn ngày 18 đến ngày bao nhiêu 21 bắt đầu rơi ngày 21 22 liên tục rơi vào dấu hiệu thủng 300 Ok chưa? Thì đấy là tín hiệu cảnh báo với nhóm chứng khoán. Cùng với đó các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là gì ạ? Một cổ phiếu mà tổ chức nắm giữ. Mà cổ phiếu đấy có kết quả kinh doanh kỳ vọng rất tốt. Nó có thể mang lại cái lợi nhuận giống như đầu năm không ạ? GVR cổ gì ạ? Mà tổ chức cầm tiếp tục nó thủng nền vào ngày bao nhiêu 22 tháng 10 và tại sao đủ các yếu tố chứng khoán phá nền giá em 50 gvr cổ tổ chức đánh thủng nền tại sao chúng ta gì ạ? quyết tâm bán ra cổ phiếu khi dấu hiệu dòng tiền đúng không nó không giữ được cái nền giá 35 vào ngày 22 tháng 10 đó chính là thời điểm mà các bạn sẽ nhìn thấy là gì dấu hiệu tổ chức bắt đầu đã dấu hiệu bán ra trên những cổ phiếu lớn các bạn nhìn thấy không? Rồi, GVR chính thức nhỉ, cái nền giá quanh 3 năm này ngày bao nhiêu ạ? ngày 21 tháng 10 nó đã có dấu hiệu gì ạ? Không giữ được nó bắt đầu nhưng mà vốn nó nhỏ nhưng ngày 22 các bạn nhìn từ GVR này, thủng MA 50 cũng là dấu hiệu tương tự của ngón chứng khoán. Thủng MA 50 và nó bán ra các bạn thấy không? Dòng tiền tổ chức thoát ra. Ok chưa? Trong khi đó đầu năm gì ạ? GVR là cổ phiếu tích lũy và khi có kết quả kinh doanh tốt nó lại đi vào sóng vượt địch Con này tích lũy mà bán ngược. Các bạn nhớ nhé một trong những kinh nghiệm cho các bạn là gì? Tích lũy vượt địch thì nó vào sóng trên Còn tích lũy mà bán ngược thì đây là gì ạ? bước vào gãy nền và đi vào sự đạp. Thế thì khi đó GVR đã kích hoạt bán. Ok chưa? Và sau đó các bạn sẽ nhìn thấy những cổ phiếu ngân hàng như là gì? STB, đúng không? Ngày bao nhiêu ạ? Ngày 21, 22 thì STB liên tục rút đỉnh, quanh đỉnh lịch sử. Và sau đó các bạn sẽ nhìn thấy là cổ phiếu bán ngược luật. Ok chưa? Một cây sàn. Và tại sao vào ngày 23 tháng 10, đúng không? Thì mình quyết định với anh chị em là gì ạ? Sóng kết thúc. Và tại sao cổ phiếu như STB chúng ta gì ạ? nắm giữ rất lâu từ chân sóng hay những cổ phiếu như VBBank? Những cổ phiếu lớn như vậy, đúng không? Chúng ta đã nhìn thấy dấu chân của tổ chức thoa ra và chúng ta quyết định chốt lời vùng địch của cổ phiếu của ngân hàng. Và đó chính là những cái dấu hiệu của gì ạ, banh phân phối khi không thể vượt được địch mà có những cây nến rút địch. Từ trước những cái tín hiệu như margin, những tín hiệu như cổ phiếu chứng khoán phá nền, những tín hiệu như GVR tổ chức nắm giữ thủng nền từ giai đoạn giữa tháng 10 các bạn sẽ biết là tại sao chúng ta phải chốt lời banh này. Thì các bạn mới có được tâm thế bình tĩnh như ngày hôm nay. Ok chưa? Và các bạn cũng nhìn thấy là gì ạ? Sau đó nói đến câu chuyện các bạn bán sau ngày nào anh chị em cũng sẽ gì ạ? Hỏi tại sao gì ạ? Chúng ta phải nên cầm tiền trong giai đoạn này. Các bạn cũng biết rằng sau khi từ giữa tháng 10 đến bây giờ rất nhiều những cổ phiếu đúng không? Nó có những nhịp hồi kỹ thuật bull trap. Thì mình cũng đã chia sẻ rất nhiều những nội dung về bull trap kinh nghiệm cho anh em. Và các bạn cứ thấy là diện nó hồi lên hồi lên và nó lại mang lại hy vọng cho các bạn giả sử như STB nó cũng có những nhịp hồi lên để nó tạo đỉnh hai rồi nó đập đến tận ngày bao nhiêu mùng 8 tháng 11 nó mới gì ạ? nó bắt đầu rơi nhịp tiếp theo và rất nhiều những cổ phiếu khác bên cạnh đó các bạn ạ cho nên nó mang lại cho các bạn sự hy vọng nhưng tim mình vẫn luôn nhấn mạnh với anh chị em là gì giai đoạn này nó không còn trận đánh lớn bởi vì tại sao ạ các bạn có nhớ không ạ trận đánh lớn là gì là khi chúng ta phải có câu chuyện liên quan đến là sóng banh chứng đất thép vượt đỉnh hai nữa là câu chuyện liên quan đến gì ạ? liên quan đến là chúng ta phải có một mức chiết khấu đủ sâu của VNX. Nhưng các bạn nhìn ở đây ạ, là chiến lược giai đoạn này là tổ chức ra hàng tiền đầu cơ lái lủng lên ngôi. Thì anh chị em chú ý phòng thủ là chính, đúng không? Đó, tiếp theo các bạn nhìn này, Thả, suốt tháng 11 thì mình nhấn mạnh anh chị em kiên nhẫn cầm tiền chờ thời cơ đến để sẽ đến sau những giai đoạn mà gì ạ, xảy ra hoảng loạn ở toàn bộ thị trường. Đấy. nếu có thấy hiện tượng Mơ margin thì đó chính là lúc gì ạ? Chúng ta phải tập trung về câu chuyện là tay to giai đoạn này các bạn vẫn nhìn thấy liên tục nó bán ra những cổ phiếu chứng khoán những cổ phiếu thép cổ phiếu trụ thùng nền cổ phiếu dầu khí thùng nền cho nên tại sao chúng ta phải kiên nhẫn cầm tiền và cái kết quả đạt được là gì ạ là anh chị em nhà đầu tư đưa trả lời những cái anh chị em khách hàng đồng hành với team gì ạ anh chị em chốt lời được ở vùng đỉnh và anh chị em hỏi rằng bây giờ gì ạ các bạn chỉ chờ thời điểm bắt đáy thôi và cái tâm thế các bạn luôn rất bình tĩnh và các bạn chia sẻ lại kể cả những câu chuyện như 2023 đúng không ạ chỉ có miracle mới ăn lồi mồm thôi chứ team khác toàn cho anh em gì ạ ba chữ cái rồi đu trên ngọn tre và các bạn tặng cả những cái bài thơ rất là tuyệt vời cho tìm Ok chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là những cái hành trình và cái kết quả tại sao chúng ta thoát được ở đỉnh và để các bạn có một cái tâm thế bình tĩnh chờ tín hiệu để bắt đáy đúng không? Thì đấy là cái hành trình mà chúng ta gọi là gì? Kinh nghiệm nhận diện sớm vùng đỉnh để các bạn đúc rút qua thời gian qua để các bạn nói đến câu chuyện là sau này các bạn bắt đáy như thế nào. Ok chưa? Thì ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh chị em những cái kiến thức phương pháp nữa liên quan đến gì? những cái sai lầm của nhà đầu tư trong vừa qua và các bạn đúc rút được cái gì qua cái phương pháp đầu tư các bạn đang dùng thì tân sẽ chia sẻ với anh chị em cái phần này tiếp theo nhé như vậy anh chị em chúng ta cũng đã đi qua câu chuyện trong phần đầu tiên đó chính là những cái, cái kỹ năng để làm sao anh chị em chúng ta chốt lãi ở vùng đỉnh và chờ đợi cho những cái câu chuyện gọi là bắt đáy ở giai đoạn tiếp theo của thị trường khi mà có những cái cụ gọi là bán phải mua din vậy thì sang phần tiếp theo này thì tân giáo của anh chị em chúng ta trả lời cho cái câu hỏi là tại sao thời điểm một năm vừa qua rất nhiều anh chị em nhà đầu tư chúng ta vào thị trường chúng ta mua ở đầu năm và cũng kỳ vọng là cuối năm nó sẽ có những cái lợi nhuận đủ tốt để mà chốt lời có một cái tết ấm no bánh trưng nhân thịt bánh gọi là um, tức là những cái gọi là yếu tố kỳ vọng để đạt được ở cuối năm để mà mang về cho gia đình những cái khoản lợi nhuận tốt. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì mọi người thấy rằng ấy, đến thời điểm gọi là cuối tháng 11 như hiện tại, có rất nhiều những trạng thái cổ phiếu nó đang gãy nền và rất nhiều những khoản lợi nhuận, gọi là đã từng là lợi nhuận của rất nhiều người nhá, mua ở cái đầu năm 2024 lại bay đi một cách rất là đáng tiếc. Vậy thì mình muốn cho anh chị em những cái góc nhìn ấy, qua ba phần chính như sau, đó chính là những cái phương pháp đầu tư trên thị trường chứng khoán, thứ hai là ưu nhược điểm của các phương pháp đầu tư và thứ ba là tín hiệu tạo đáy lúc nào là lúc để chúng ta có thể là chuẩn bị cho những cái trận đánh lớn những cái trận đánh mới của thị trường và mọi người thấy rằng ấy, bản chất thời gian vừa qua tại sao lại có những khoản lỗ với rất nhiều người nhưng lại có những cái người có thể chốt lãi bởi vì chính từ yếu tố liên quan đến phương pháp đầu tư nó quyết định lên lỗ hay lãi của tất cả mọi người đấy những anh chị em chúng ta tham gia thị trường chứng khoán vậy thì ở đây ấy, mình cũng muốn cho anh chị em những cái góc nhìn tổng quát một chút về các phương pháp đầu tư ở trên thị trường chứng khoán có ba phương pháp mà anh chị em chúng ta rất hay gặp khi mà đầu tư trên thị trường chứng khoán này một là đầu tư theo chu kỳ tức là thường ấy những anh chị em mà chúng ta sẽ uh, không có nhiều thời gian để mà canh bạc điện tử để chúng ta có một khoản tiền tích lũy chúng ta kỳ vọng à mua cổ phiếu ở một cái vùng gọi là đầu năm chẳng hạn đấy và chúng ta cứ kỳ vọng là một năm sau ấy, cổ phiếu nó sẽ giúp cho anh chị em chúng ta có những cái mức lợi nhuận đủ tốt hơn lãi suất gửi tiết kiệm đúng không và thường ấy, những anh chị em nào mà chúng ta đầu tư theo tính chất vô kỳ là chúng ta mua ấy, và cứ nắm giữ và cuối cùng là cuối năm chúng ta dở ra ấy, là cổ phiếu nó sẽ được kỳ vọng là kiểu như sẽ có lãi và thứ hai nữa là cái phương pháp đầu tư theo sóng ngành và cộng với cộng hưởng của sóng thị trường thì đây thường sẽ là những phương pháp đầu tư mà rất nhiều những anh chị em nào của chúng ta đánh gọi là chúng ta có một phương pháp đầu tư chuẩn có kỹ năng tốt ấy thì thường chúng ta sẽ cầm cổ phiếu theo những biến động của viên đếch và đa phần những người đánh theo sóng ngành là những người có thể kiếm được lợi nhuận trong suốt từ đầu năm 2024 đến nay đấy và cuối cùng là cái câu chuyện là đầu tư theo t cộng ba đánh theo thuần kỹ thuật đấy, rất nhiều anh chị em chúng ta thích những cái cảm giác đánh ngắn hạn đúng không mua t 3 là phải chân đấy thành ra cái câu chuyện là rất nhiều người đi theo câu chuyện là cứ mua cổ phiếu không cần biết là nội tạo doanh nghiệp fp doanh nghiệp có gì cứ thấy cổ phiếu có dòng tiền vào uh, là mua đấy kiểu như vậy đấy và cuối cùng là t 3 về sẽ có những khoản lãi nhưng mà tuy nhiên cũng sẽ có những người có những khoản lỗ rất là nặng đấy thì gì nữa mình sẽ chia sẻ những cái ưu nhược điểm để cho anh chị em chúng ta thấy được và thì bây giờ chúng ta hãy cứ chuyển sang cái phần số 2, đó chính là phân tích ưu nhược điểm của những cái phương pháp đầu tư để giải thích cho anh chị em cái câu chuyện là tại sao trong suốt một năm hay 2024 vừa qua ấy, có những anh chị em ấy, chúng ta kiếm được tiền dựa trên phương pháp đầu tư thích ứng được với thị trường nhưng có những người chỉ mua cổ phiếu nắm giữ nhưng cuối cùng là cuối năm lại có những khoản lỗ vừa dở tài khoản ra phát lỗ 15 hay 10% đấy đó là một cái yếu tố mà anh chị em ta sẽ thấy rằng ấy bắt đầu xuất hiện ở thời điểm hiện tại tại sao lại như vậy thì đầu tiên mình sẽ giải thích cho cái yếu tố tại sao rất nhiều người mua cổ phiếu ở đầu năm nhá không hề có yếu tố rất lát nhưng cuối cùng dở ra lại là những khoản lỗ đó chính là những anh chị em nào nhà đầu tư chúng ta đầu tư theo một cái chu kỳ đấy và mà thường hay cầm theo năm tức là những cái chu kỳ lớn của thị trường đấy và cái chu kỳ này thì mọi người thấy rằng là sẽ phù hợp với những anh chị em nhà đầu tư chúng ta bận rộn đúng không đấy, chúng ta mua cổ phiếu đấy và chúng ta không biết là thời điểm nào là thời điểm chốt lời và cuối cùng là anh chị em sẽ thấy thấy rằng ấy, là 2024 vừa qua rất nhiều anh chị em chúng ta mua ở đầu năm và đến bây giờ rất nhiều các cổ phiếu nó đang thủng cái vùng nền của một năm trở lại mình sẽ lấy một cái ví dụ như này nhá ở đây nhá sẽ có rất nhiều anh chị em nhà đầu tư chúng ta là gọi là chúng ta đi làm này để chúng ta trong thời gian của giao dịch của thị trường ấy gần như không có bất cứ thời gian nào để chúng ta có thể canh bạc đúng không và chúng ta chỉ hy vọng là những cái khoản gọi là uh, tiền nó nhàn rỗi muốn gử, muốn đầu tư ở một cái kênh có thể là sinh lợi nhuận tốt hơn uh, gửi tiết kiệm đấy vậy thì anh chị em chúng ta rất hay chọn cái phương pháp phương pháp đầu tư theo một cái chu kỳ lớn và bây giờ mình sẽ giải thích tại sao những anh chị em đó trong một năm vừa qua không kiếm được tiền bởi vì mọi người sẽ thấy rằng ấy, giai đoạn này thị trường của chúng ta nó vẫn đang ở trong một cái biến động đi ngang đúng không vẫn là một cái biến động đi ngang hộp là từ 1180 lên vùng kháng cự là 1290 đến 1300 Tuy nhiên thì có rất nhiều những cái cổ phiếu đấy nó đang ở trạng thái gãy nền đấy, của một năm trở lại mình lấy ví dụ như sau này một cái cổ phiếu chứng khoán đúng không như SSI một cổ phiếu chứng khoán hàng đầu nếu như anh chị em chúng ta mua ở đầu năm 2024 đấy mình đang nói đến câu chuyện của những anh chị em nhà đầu tư chúng ta mới vào thị trường chúng ta mới mua ở 2024 nhá ví dụ như chúng ta mua ở giai đoạn đầu tháng 1 chẳng hạn khi mà cổ phiếu nó đang gọi là rất nhiều chuyên gia bảo là ở vùng định giá rẻ đấy tức là vùng 26 chẳng hạn đấy ở giai đoạn đầu tháng 1 nhưng đến bây giờ đấy, chúng ta mở áp ra chúng ta sẽ có những cái gọi là sự bất ngờ bởi vì cái nền giá này tức là nền hai sáu này nó đã bị gãy và cổ phiếu nó đang rơi về những vùng 23.5 với những thanh khoản bán ra rất lớn và có thể nó sẽ cần phải về những vùng dưới 23 hoặc là những cái vùng khoảng 22 đến 21 đúng không? Và thì đương nhiên sẽ có những khoản lỗ bắt đầu xuất hiện từ 10%. Đấy thì mọi người sẽ thấy rằng ấy, đã từng có những cổ phiếu SSI lãi trong một cái nhịp đánh là bao nhiêu phần trăm? Là khoảng 12.54%. Nhưng nếu như mọi người không biết cách chốt lời thì cuối cùng một năm là mọi người lại ghi nhận những khoản lỗ là khoảng 10,2 10, 20, 9% đến 11% đúng không? Đấy thì đây là một cái ví dụ để cho anh chị em ta hiểu rằng ấy. Những người ấy mà cầm theo cái giai đoạn của chu kỳ lớn của thị trường ấy thì rất hay nhầm tưởng. Đó chính là mọi người mua trong một cái giai đoạn mà thị trường đã ở định giá cao và không còn rẻ nữa, rất nhiều các cổ phiếu nó đã ở trong những vùng định giá gọi là đắt đỏ của nó rồi. Đấy. Vậy thì mọi người sẽ thấy rằng ấy, cái việc mà nhà đầu tư đánh theo chu kỳ ấy, thì chúng ta phải quan điểm là mọi người có mua được đáy của một cái chu kỳ lớn hay không? Đấy, ví dụ như năm 2022, cuối năm 2022 sau một cái biến cố liên quan đến suy thoái thì team mình có làm rất nhiều những cái nội dung mà liên quan đến câu chuyện của tư duy lựa chọn những cổ phiếu chứng khoán đích 10 lần tài sản thời điểm nào mua là hợp lý cách đây 2 năm và team mình cũng đã có những cái cổ phiếu có thể cầm đến bây giờ luôn đúng không? Đấy và hiện tại <laughs> sẽ có những cổ phiếu mà hiện tại thì mình đang cầm lại đến 7 đến 8% không thiếu. Đấy, tuy nhiên thì mình cũng chia sẻ cho anh chị em nhỏ tư ấy, những người mà mua ở thời điểm của đồng năm 2024 này, rất nhiều đội ngũ gọi là rất nhiều các đội nhóm hô hào, đấy gọi là đánh kiểu như chu kỳ lớn chẳng hạn, Rồi cứ hô anh chị em chúng ta mua đi mua đi mua đi, đấy, mua xong là một năm để để ở đó không mất đi đâu mà sợ đấy, nhưng cuối cùng là một năm quay đi quay lại là lại bị những cái khoản lỗ rất là lớn, ok chưa? thì rất nhiều anh chị em chúng ta sẽ mất tiền, đã từng có khoản lãi nhưng cuối cùng không tận dụng được và quay trở lại lỗ. vậy thì cái phương pháp đầu tư này nó chỉ phù hợp nếu như anh chị em chúng ta mua được những cái chu kỳ lớn, giống như cái thời điểm cách đây hai năm tin mình đã giúp cho rất nhiều người đang ít 7, X8 với những cổ phiếu chứng khoán. Ok chưa Và thêm vào đó nữa, một cái phương pháp mà tin mình đang lựa chọn để đồng hành của anh chị em đầu tư đó chính là phương pháp đầu tư theo sóng ngành với những cái cổ phiếu mang tính chất gọi là dẫn dắt của một cái giai đoạn của thị trường, gọi là những cái cổ phiếu dẫn sóng. Tuy nhiên thì mọi người hiểu rằng ấy, ở trên thị trường chứng khoán này thì có rất nhiều chuyên gia nửa mùa ấy đánh sóng ngành thì không nên đến nơi đến chốn kiểu như vậy. Đấy, và họ đơn giản mua theo sóng Đấy, nhưng mà lại chọn những cái cổ phiếu mang tính chất kiểu đầu cơ và nó không có đủ nội tại để họ có thể tự tin đấy cầm nắm khi những cổ phiếu đó có rung lắc đấy vậy thì cái yếu tố ở đây mọi người sẽ thấy rằng ấy, phương pháp đầu tư theo sóng ngành ấy thì nó sẽ có một cái yếu tố đó chính là nhà đầu tư đánh theo sóng mà không có sự chuẩn chỉnh tức là không có yếu tố đạt độ chín trong phương pháp sóng ngành ấy thì rất hay có yếu tố là không hiểu cơ bản của doanh nghiệp này, cứ cổ phiếu rung lắc là bán lại bắt đầu thấy đu xanh đấy tức là bật lên tí xanh tí lại lại mua vào thì ở đây mình có một cái ví dụ để cho anh chị em ta hiểu nhá một cái cổ phiếu như ctg đấy, chúng ta không bao giờ tức là đây là một cái cổ phiếu có nội tại tốt bởi vì ngân hàng thuộc big four đúng không đấy và đây là một cái cấu trúc doanh nghiệp mình nghĩ là rất là tốt nhưng trong cái đà đi lên của cổ phiếu này đúng không trong giai đoạn đi lên này cổ phiếu nó đạt cái giai đoạn gọi là tích lũy ở quanh vùng 34.7 Đấy, đâu đó là khoảng một tháng khi thị trường thời điểm đó có những biến động rung lắc có rất nhiều người bắt đầu thấy ồ cổ phiếu bắt đầu là có những cái phiên rũ đấy nhẹ rất là nhẹ nhàng đấy bắt đầu sợ quá bởi vì không hiểu nội tại doanh nghiệp bắt đầu bán xong đúng không bán xong một phát hôm ngày hôm sau thấy cổ phiếu bật lên à anh chị em cổ phiếu vào sóng rồi vào sóng lớn rồi lại đu vào kiểu như vậy thì mọi người sẽ thấy rằng này, đây là những cái sai lầm bởi vì bản chất họ không hiểu đây là những cái cổ phiếu thuộc top một của thị trường có nội tại tốt vậy thì cổ phiếu rung lắc biến động một chút thôi đúng không đấy tạo lập tổ chức ấy, muốn rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng những phiên bán với thanh khoản rất bé đấy nhưng mà họ không hiểu thành ra họ bán xong ngày hôm sau bắt cổ phiếu bật lên a à, họ hô cổ phiếu vào sóng anh chị em ta đu đi và cuối cùng là đu ở những cây đó thì cuối cùng là hàng về không có lợi nhuận và cuối cùng là đấy cho đến thời điểm hiện tại nếu như anh chị em chúng ta không bán được ấy, thì lại quay về những cái khoản lỗ rất là lớn ok chưa ạ? và thêm vào một yếu tố nữa là họ lại chọn những cái cổ phiếu mang tính chất kiểu như là doanh nghiệp không có nền tảng tăng trưởng ấy và cái yếu tố là những cái cổ phiếu nó tăng lên dựa trên gọi là uh, gọi là bèo giạt mây trôi này cái câu chuyện gọi là hết nạc và đến xương ví dụ như câu chuyện ở đây này mọi người sẽ thấy rằng đây là một cái cổ phiếu mà rất nhiều người nếu như mà đơn giản đánh theo sóng của ngân hàng chẳng hạn đấy lựa chọn như OCB chẳng hạn mọi người sẽ thấy rằng đây là một cổ phiếu rõ ràng là trong cái kết cấu cấu trúc tăng trưởng của doanh nghiệp không hề có sự tăng trưởng về lợi nhuận đúng không nhưng nếu như chỉ đơn giản dựa vào dòng tiền mua vào đấy, của phiên ngày mùng 3 tháng 10 thì hàng về làm gì có lợi nhuận mà nếu như anh chị em ta không biết cách quản trị tốt thì thậm chí là còn đang quay về âm rất là lớn đúng không gần như là mua đu vào không có lợi nhuận mà lại còn bị lỗ hay chúng ta nói về một cái trạng thái cổ phiếu tốt nhưng họ không biết đây là cổ phiếu tốt ví dụ stb ạ à? đây là một cái trạng thái cổ phiếu mình đánh giá là tốt đúng không nhưng trong cái quá trình đi lên cổ phiếu này đấy những cái đội mà liên quan đến câu chuyện là à, không hiểu về cơ bản của doanh nghiệp ấy thì những cái phiên điều chỉnh dung lũ của cổ phiếu trong nhịp tạo đỉnh số 1 này thì họ gần như bán sạch đúng không và ngày hôm sau bắt đầu thấy cổ phiếu bật lên mạnh à cổ phiếu vào sóng lớn lớn lớ rồi sợ nhất cơ hội lại đu vào và cuối cùng là ai mà chúng ta đu ở những cái cây ngày bao nhiêu ngày 17 tháng 10 thì lại cuối cùng không có lợi nhuận đấy và cuối cùng là khi mà cổ phiếu nó giảm chúng ta lại hoảng sợ chúng ta lại bán hết sạch đấy thì thành ra trong một cái đà đi lên của những cái cổ phiếu tốt đấy, chỉ cần một gặp một những cái nhịp xuống lắm thì thường ấy, những cái người đánh theo sóng ngành không đạt đến độ 9 họ rất hay có yếu tố là bán ở cây giảm và mua lại ở cây trần đấy và khiến cho nhà đầu tư rất là mệt mỏi và trong một cái sóng tăng như vậy không kiếm được lợi nhuận trong khi mới được vét là những người tập trung vào câu chuyện của nội tại doanh nghiệp tốt này ấy, câu chuyện của những cái sóng ngành lớn ấy, hưởng lợi và chúng ta cầm cổ phiếu từ chân sóng cho đến khi nào cho đến bắt đầu có những tín hiệu cổ phiếu phân kỳ âm hai đỉnh này bắt đầu có những dấu chân của dòng tiền tổ chức phát ra thì lúc đó chúng ta mới chốt lãi. Thì như Phúc đã chia sẻ phần đầu, STB chúng ta cũng đã thoát ở vùng 3 35.5, tức là khi chúng ta thấy rằng ấy, bắt đầu có những cây kéo xả của tổ chức đúng không? Đấy kéo lên đỉnh lịch sử này. Đây, kéo lên đỉnh lịch sử của STB này, bắt đầu có những cây xả ấy, bị trào von đúng không? Và chúng ta thấy rằng sau đó này có những cây liên tục co dần để cho thấy tín hiệu của tổ chức họ không sẵn sàng để kéo cổ phiếu vận tình nữa và cần phải có những nhịp điều chỉnh và chiết khấu và đấy là cái lý do tại sao chúng ta chốt lại được những cái cổ phiếu STB này ở những cái vùng giá rất tốt bởi vì chúng ta nhận diện được là cái sóng này nó đã kết thúc khi mà tổ chức không sẵn sàng kéo lên nữa ok chưa và cuối cùng là cái câu chuyện của những anh chị em nhà đầu tư chúng ta đơn giản là đánh theo trường phái của tây cộng tức là khi mà chúng ta thấy rằng, rằng cổ phiếu nổ von ấy, cổ phiếu mà bắt đầu thu hút được cái gọi là yếu tố của dòng tiền vào ấy, chúng ta đu bất chấp đúng không à, ấy, sau đó thì khi mà cổ phiếu đó lợi nhuận về thì rất là ngắn đấy thường là sẽ khoảng 3 đến năm phần trăm đấy nhưng mà khi mà mọi người mua sai cổ phiếu sai thời điểm ấy thì những cái khoản lỗ có thể xuất hiện rất là lớn và nhà đầu tư thường rất hay kẹp hàng thì mình lấy ví dụ như này này ví dụ như một cái trạng thái cổ phiếu nội tại không tốt như htn đúng không thì rất nhiều nhà đầu tư t ba có sẽ mua khi cổ mà cổ phiếu có những cái cây bật lên và thể hiện trạng thái là thanh khoản vào rất là tốt tuy nhiên đấy mua cây bật lên đó thì mọi người sẽ thấy rằng thằng t 3 về một hai ba này là lỗ đúng không vậy thì câu chuyện ở đây rõ ràng anh chị em nhà đầu tư chúng ta lỗ chúng ta sẽ không sẵn sàng cắt thì cuối cùng là cổ phiếu nó rơi về đáy của xã hội luôn đấy và mọi người sẽ thấy rằng đây là những trạng thái cổ phiếu nếu như mua t 3 mà mọi người không kỷ luật thì mọi người sẽ mất rất nhiều 47.3 đến 50 đấy thì đây là một cái yếu tố tại sao team mình đang hướng dẫn cho anh chị em chúng ta chọn được những cái cổ phiếu tốt theo sáu ngành và chúng ta ăn được một cái trận đánh lớn Ok chưa? Thì uh, đây là những cái ưu nhược điểm của các nhóm ngành của các phương pháp đầu tư và hy vọng anh chị em ta thấy rằng ấy, là phương pháp sóng ngành sẽ giúp cho anh chị em ta cảm nhận thị trường, ấy, biết cách giai đoạn nào là giai đoạn tổ chức thoát hàng để chúng ta chốt lãi một cách hiệu quả. Và bây giờ thì cuối cùng là cái câu chuyện ở đây để chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong thời gian sắp tới, đó là tín hiệu tạo đáy của thị trường để chuẩn bị cho anh chị em những cái trận đánh lớn. Thì team mình sẽ lốt lại cho anh chị em những cái gọi là những cái uh, tiêu chuẩn để thị trường có thể tạo đáy thành công nó gồm ba tiêu chuẩn nhá thứ nhất là cổ phiếu ngân hàng này chứng khoán thép đất dầu là những cổ phiếu vốn hóa lớn không được phép tổng đáy thứ hai là nhóm cổ phiếu đầu cơ đấy những cái cổ phiếu đang tăng đi ngược thị trường ấy thì nó nên có hiện tượng chốt lãi chung của thị trường và có những cái uh, gọi là có những hiện tượng bị bán và giảm sàn tức là có hiện tượng thanh lọc cái yếu tố đầu cơ trong cổ phiếu và cuối cùng đó chính là dòng tiền lớn quay trở lại kéo trần các cổ phiếu vốn hóa lớn đang bị chiết cấu sâu và cuối tuần này ấy, thì team mình sẽ có một cái buổi đào tạo chuyên sâu ấy, nói về những cái yếu tố liên quan đến tín hiệu báo hiệu sớm về tạo đáy của thị trường khi nào dự kiến ở vùng nào để cho anh chị em nhà đầu tư những người mà đang đồng hành cùng team mình theo hệ thống khách hàng học viên mọi người sẽ chuẩn bị cho những cái trận đánh đó đúng không Ê, ít nhất là phải có nguồn lực bởi vì chúng ta đã chốt lãi đúng đỉnh thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị để bắt được cái giai đoạn khi mà xảy ra hiện tượng margin call và các cổ phiếu đang về vùng định giá rẻ để chuẩn bị cho những trận đánh lớn thứ hai nữa là giải pháp với những nhà đầu tư ở ngoài kia những anh chị em nào mà chúng ta đang kẹp cổ mà mới gọi là liên hệ với tim minh của met để trở thành khách hàng trong một vài hôm vừa qua đấy thì mọi người sẽ có một cái chiến lược hành động để làm sao chúng ta có thể xử lý những cái tài khoản đang bị lỗ và không gây ra cái cảm giác là a à, đúng không tài khoản đang lỗ như vậy rồi mà lại có những anh chị em thuộc cộng đồng khác đang bị uh, môi giới dục ngày nào cũng bán đi kiểu vậy đấy thì với tim mình chúng ta sẽ có một cái lộ trình giải pháp nó tối ưu rất là nhiều đấy sẽ canh những thời điểm mà thị trường cổ phiếu có những cái sóng hồi đấy chúng ta sẽ cơ cấu theo những tiêu chí của danh mục cụ thể của mỗi người nó sẽ khác nhau thì ngay tuần này Đấy, tức là cuối tuần thì mình sẽ có những cái tuổi buổi đào tạo như vậy để cho anh chị em chúng ta cũng có định hướng và xử lý một cách không bị gọi là áp lực quá và nếu như anh chị em chúng ta muốn nhận tài liệu free của cái buổi uh, gọi là đào tạo này đúng không dành riêng cho hệ thống khách hàng và học viên của mình của Vét thì mọi người hãy hoàn toàn thoải mái nhé đây là hoàn toàn free thôi mọi người có thể thoải mái liên hệ số điện thoại của tân là 0345046157 và số điện thoại của phúc sẽ là 0383931127 cảm ơn anh chị em chúng ta đã theo dõi những cái chia sẻ của team mình trong buổi nhận định và buổi phân tích của thị trường ngày hôm nay chào gặp lại và hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi livestream sắp tới